Có cái bà này bà đi làm từ thiện thôi, bà đi làm 20 năm. Đi làm từ thiện, đi khắp nơi nơi làm từ thiện. Biết Phật pháp, dẫn người đi dạo mát. Biết dạo mát không? Đi chỗ này chỗ kia thôi chứ không tu, là đi dạo mát. Thì mười mấy 20 năm gì đó, thì có một lần con của bà nó chạy xe nó té hay sao gãy tay. Ông chồng bán tháng hay sao, ông chạy xe ông té cái gãy chân. Lúc đó thì cả nhà bà quay lại với bà nói rằng đi làm từ thiện chi mười mấy 20 năm nay mà được cái gì. Đi làm từ thiện mười mấy 20 năm nay biết học pháp mà có lợi ích gì đâu. Nó có lợi ích gì đâu. Từ hôm nay mà đi làm từ thiện nó là chết với tôi đó nghe. Không có đi tu hành gì nữa chứ. Thấy chưa? Quý vị thấy nó tai hại chưa? Cái tai hại là không nghe giáo dục, không có một cái pháp tu, không nghe nhân quả từ nơi đó. Khi có chuyện xảy ra thì rất dễ bỏ đạo, mà mình còn quay lại phỉ báng Phật pháp mang tội nữa, thấy chưa? Nên từ nơi nghe được giáo dục nó mới lợi ích quý vị. Mà đi đến một ngôi chùa nghe giáo dục nửa năm còn hơn quý vị đi đến một ngôi chùa 10 năm mà không nghe giáo dục nữa. Đi 10 năm mà không nghe giáo dục, quý vị càng đi chùa chừng nào quý vị càng phù phiếm ác đạn chừng nấy nữa. Đi đến chùa mỗi bà xách theo cái giỏ, đi đến chùa nại chút ngồi gánh ngồi nhau tầm 3 tầm 7 nói chuyện năm trên xóm dưới. Biết năm trên xóm dưới không? Câu này của miền Tây á. Tại vì ở miền Tây biết sao? Tại vì nó có con sông rồi có cái đường thì ở phía trên phía dưới. Thì cái bà này nhiều chuyện quá, xách cái giỏ đi lên trên xuống dưới nên gọi là năm trên xóm dưới. Nó nên á, từ nơi đó mà quý vị biết rằng nó đi đến chùa vậy nó mà nhiều chuyện. Hoặc là đi đến chùa rồi bắt đầu là làm cái gì? Đi gom góp tiền đang đi làm từ thiện. Ví dụ như trong ngôi chùa đó có 5 ông thầy đi, thì có 5 nhóm Phật tử. Bây giờ ông thầy chuẩn bị đi làm từ thiện ở Mỹ Tho hay là ở Cà Mau gì đó, ví dụ đi. Thì bắt đầu là ông thầy này ông đưa lên cái quy trình là bây giờ các cô mỗi người quyên góp tập trung về để mình đi làm từ thiện nha. Thì bắt đầu là mấy bà bắt đầu là chia nhau đi quyên góp. Rồi ai đi đến chùa cái là mấy bà hỏi em sắp sửa thầy đi làm từ thiện chỗ đó vậy đó. Em hùng chút đỉnh nha. Nói giờ em không có tiền á, chị cho em mượn. Em mượn nhiêu chị cho em mượn 20, 30, 50 vậy đó. Em mượn đi rồi bữa nào em trả chị cũng được. Lúc đó mình nhanh miệng chứ mình nói thôi chị có tiền thì vậy thì chị hùng đi chứ em có tiền mà bắt em mượn chi. Có khi mà mình sợ rồi mình không dám đến chùa luôn. Thì biết rằng nếu mà những cái ngôi chùa mà người ta có giáo dục mà người ta chuyên tu rồi đố mà nó có cái chuyện này xảy ra đó. Đâu có cái chuyện này xảy ra, vì đi vô chùa này có ai quyên góp vậy không? Đâu có đâu. Yên tâm thấy mồ luôn à. Sợ cũng thấy mồ mà yên tâm cũng thấy mồ nữa. Tại vì cái mồ ai cũng thấy chứ. Cuối cùng thì nói thấy mồ đi để cho mình cảnh tỉnh mình để lo tu. Nên từ nơi đó mà mình nghe giáo dục gì mình mới hiểu. Nên mình đi đến chùa là nghe giáo dục để sửa đổi lỗi lầm, để tu hành, để mình về mình làm người chồng thì trách nhiệm người chồng cho tốt, làm người vợ thì trách nhiệm người vợ cho tốt, làm người con thì hiếu thảo đối với cha mẹ cho đàng hoàng. Này là nghe giáo dục tốt. Còn nếu như chúng ta đi đến chùa mà chúng ta không biết cái gì, không học được cái gì vậy, thì mình đi đến chùa mà người ta hỏi mình nói tầm bậy tầm bạ không, người ta nói Phật pháp có gì đâu hay ho. Còn nếu mà mình đi đến chùa mình nghe được giáo dục, mình sửa đổi lỗi lầm, mình hành trì thôi nha, là người ta mến mộ Phật pháp, người ta muốn học Phật liền à. Có nhiều người đi đến đây ngày Chủ nhật thôi vậy đó mà người ta chỉnh sửa được nhiều cái lỗi lầm của người ta chứ lắm. Chúng ta đều là phàm phu, ai cũng có lỗi, nên chúng ta cần nghe giáo dục và nghe nhân quả để mình chỉnh sửa lỗi lầm. Cũng như cái câu trước những đức nói rằng là đi làm từ thiện gần 20 năm mà gia đình có vấn đề xảy ra một cái bắt đầu là bỏ Phật pháp, quay lại phỉ báng Phật pháp. Là vì sao? Vì cái nhân địa của bà học Phật nó không đúng, nên nó không có được cái quả báo tốt đẹp. Còn mình là người niệm Phật muốn cầu sanh cực lạc, mà cái nhân địa làm người mình nó cũng không đúng, nó cũng không đàng hoàng, vậy thì chắc chắn rằng là cái tương lai của mình không thể nào đi đến cái cảnh giới của chư Phật được. Mình phải tạo cái nhân ở thế gian này cho nó tốt. Nên trong kinh A Di Đà Phật nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc được. Cái người mà mình có duyên có phước, mình làm được điều tốt thì mình chăng thật làm.
Còn nếu như mình không có duyên có phước thì đừng có nên miễn cưỡng, đừng có nên phan duyên. Chân thật ở nhà niệm một câu A Di Đà Phật là cũng đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đi đến chùa thấy người ta cúng dường vô thùng tam bảo, có những người ta cũng cúng dường nhiều tiền lắm. Mình đứng kế bên mình thấy, mình chắp tay A Di Đà Phật tỳ hỷ. Chứ không phải thấy là cúng dường tiền nhiều thì trong lòng nói trời ơi người ta có tiền thấy ham, ta cúng dường trong chùa nhiều tiền có phước dễ sợ, mình nghèo gì đâu mà kiếm tiền cúng dường còn không có, buồn ghê. Thấy không? Cái tâm buồn ghê này là nó tổn. Còn cái tâm mà tỳ hỷ kia thì tăng. Tại sao không biết tỳ hỷ? Người ta có tiền thì người ta cúng, mình không có tiền thì ai với đào phở. Vậy là được rồi. Vì thấy ngon lành không? Nó còn có phước, có duyên, có công đức nữa. Quý vị biết rằng cái tâm tỳ hỷ nó khó làm lắm á. Cái tâm tỳ hỷ nó khó làm lắm. Thí dụ như mình biết tu rồi, kế bên nhà mình có một gia đình nó vừa cắt cái nhà đúc to, thiệt to, nhà giàu vô cùng luôn mà bây giờ nó còn trúng mấy tấm giấy số độc đắc nữa. Có khi nhà mình kế bên mình nghèo quá, mình thấy người ta giàu gì mình cũng ganh tị. Rồi bây giờ mình cũng mua giấy số hoài mà sao nó không có vô tấm nào hết chứ. Còn cái nhà kia nó giàu vậy rồi mà bây giờ mà nó còn trúng giấy số, mình nói đúng là ông trời không có mắt mà. Tiền mà nó cũng nịnh người giàu, nó tầm bậy rồi đó, thấy chưa? Chửi ông chờ, rồi trách số phận. Rồi có khi gặp người ta giàu quá, cái người ta mua bộ đồ đẹp, đi xe, đồ chạy xe ngang nhà, mình nói giàu như mà xạo ghê, thấy ghét. chạy chừng té bây giờ. Thấy không? Nói những cái điều tổn phước không à. Còn nếu như mình mà có tu rồi mình mừng giùm cho người ta, người ta hơn mình, người ta có tiền, người ta giàu, người ta sung sướng, mừng giùm cho người ta, mình vừa mừng giùm cho người ta thì mình có phước liền à. Mà mình vừa chù ẻo người ta cái mình tổn phước liền à, thấy chưa? Làm cái chuyện tổn phước không à, nếu mà không nghe giáo dục là phần nhiều, mình làm cái chuyện tổn phước không à, làm chuyện gì đâu không một à. Thí dụ như bây giờ cái đường người ta đi bằng phẳng người ta thích đúng không? Mình cũng thích đi cái đường bằng phẳng. Bây giờ tự nhiên cái đường ta bằng phẳng gì cái đầu mình lấy xẻng đâu ra mình đào cái đường. Đào đường chi ạ? Đào cái đường đặng mà để cái ống nước ngang qua để mà chạy nước vô lúa. Rồi cái đào xong cái đồ làm hố cái đường ta lên cao lên. Cái xe người ta chạy ngang cái ta chợt con xe té lộn mèo. Thấy tổn phước rồi, thấy chưa? Đó. Nghĩa là tạo ra cái lợi cho mình mà không biết cái họa tai cho người khác. Đây là biết mình mà không biết người. Đây là tội vô cùng nặng. Cái tội nặng nhất là chỉ biết mình mà không biết người khác. Mà một kiếp nhân sinh này sống không thể nào một mình mà sống được. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng là mình làm cái gì mà mình thấy tổn hại người là tuyệt đối đừng có làm. Ở dưới quê mà khi đường xá đồ, có nhiều người thì đi đắp đường, có người thì người ta thấy ổ gà đường mà họ lỗ hang đường người ta đắp lại cho nó bằng phẳng, người ta đi vậy là có phước lắm. Có người thì đào đường, tội lắm á nha. Đào đường, làm đường hư. Rồi mình nuôi á, trâu nuôi bò mà mình để cho phân trâu phân bò mà nó đi ra ngoài đường, nó đóng ngoài đường mà ta chạy xe người ta tránh người ta té, mình cũng có ăn tội nữa. Vì mình gieo cái nhân này ra mà để có của cải cho mình mà mình làm cho đường xá dơ giấy. Đó là nhân địa xấu không đó. Cái này là cái chỗ xác thực nè, mà những buổi học này nó mới đặc biệt nè. Nếu mà không mà sâu sắc thì làm sao mà nói mấy cái vụ này gần gũi này. Rồi xong á, khi con cái mà tự nhiên còn nhỏ dưới quê á, nó đi phân á, một đống gì ở ngoài đường vậy đó, bắt đầu là lấy cái xuống ra xúc một cái hắt xuống sông. Tội. Vì sao hắt xuống sông tội? Ở dưới người ta múc nước uống, vậy là ta múc nước phân của con mình ta uống rồi đúng không? Có khi ta múc nước thì lên ta cúng Phật không chừng, cúng mà thờ ông bà không chừng. Đó, thấy chưa? Rồi có khi nhà mình á có con gái, con dâu á mà bầu bì rồi sanh đẻ rồi quý vị biết đồ đặt dơ giấy, mà đem đồ để xuống sông giặt ở trên nước, ở dưới nước người ta múc nước uống, vậy là múc nước này là nước dơ. Dơ thì quý vị nghĩ sao? Nhân địa xấu đúng không? Không đúng đúng không? Đó. Nên á, người xưa dạy rất rõ ràng, khi người đàn bà sanh đẻ thì đồ đạc đó mà khi mà giặt đó thì phải lấy nước đó đào cái lỗ đất rồi đổ xuống dưới đất đó rồi đắp đất lại. Đó, thấy chưa? Có dạy rõ ràng mà.
Nhưng mà mình không biết thì mình giặt rồi mình đổ nước xuống sông, hoặc mà đổ tùm lum, đổ tầm bậy. Rồi cái nơi nhà cửa của mình mà có hầm hố để nước thối, mà cho dân cư bị hôi hám, tội này vô cùng nặng vì ảnh hưởng nhân sinh. Thấy chưa? Nhiều cái nhân địa không đúng lắm á, mà mình có khi cái quả báo không phải đến với mình. Mình nói tại sao cuộc đời tôi có làm tội gì đâu mà tôi lại gặp những cái điều mà trái ngang với tôi như vậy. Mà nhiều cái tội mình đâu có biết đâu quý vị. Nhiều cái tội mình đâu có biết đâu. Mà những cái điều này nhỏ nhỏ nhưng mà mình làm lâu dài, cũng như là một giọt nước nhiễu từng giọt nhưng mà nhiễu lâu dài, nó cũng trở thành cái lưu nước hoặc cái hồ nước, thấy chưa? Vậy thì cái tội nhỏ nhỏ này mà cứ làm hoài cả cuộc đời thì nó thành cái tội lớn chứ sao? Đó, quý vị biết rằng nghe gì rồi, nghe mình về mình chỉ người ta. Một người chỉ 50 người được mà, người ta không biết người ta mới làm gì. Đó. Rồi á, mình á mà có con trai mà cứ vợ con gái mà có chồng á, khi con dâu con gái mình mà có bầu bì, mình cũng phải dạy cho con dâu con gái mình biết cái cách để mà giữ cái thai nhi cho tốt. Phải dạy nữa. Chứ không biết cái gì hết trơn, nó làm tầm bậy, nó hư thai, hoặc là sau này nó sanh con cháu ra khó dạy. Thấy chưa? Nên á, ngài Khổng Tử ngài nói rằng á, là giáo dục con từ khi trong bụng mẹ. Khi mang thai kỹ nhất là người đàn bà mà không nghe được giáo dục, bà đàn bà này tùy tiện thì sanh con ra là con hư. Thí dụ như người xưa dạy rằng người đàn bà khi mang thai, mắt không nhìn những điều xấu, tai không nghe những điều xấu, miệng không nói những lời xấu. Từ cái hành vi tướng tá phải đi đứng nằm ngồi phải cho đàng hoàng. Đây gọi là cái lễ phép để sanh con ra, con của mình dễ dạy và có giáo dục. Quý vị biết rằng con của mình trong bụng nó đã ảnh hưởng người mẹ. Trong bụng là nó ảnh hưởng người mẹ. Cái hành vi người mẹ này sao là đứa con bị ảnh hưởng như vậy? Đó là giáo dục 9 tháng 10 ngày, khi sanh ra là tiếp tục là dưỡng thêm 3 năm nữa. Nên người xưa mới nói rằng là 3 năm biết 80. 3 tuổi biết 80. Vì sao gọi là 3 tuổi biết 80? Vì rèn luyện từ khi trong bụng 9 tháng 10 ngày này vô cùng nghiêm túc. Sinh ra thì đứa bé này chúng ta có cái sự giáo dục giữa vợ chồng tuyệt đối, không có được mà hung hít trước mặt đứa bé mới sanh này. Không có được âu yếm hoặc nói những lời gì mà không phải cho đứa bé này nghe. Và phải có cái tư tưởng giáo dục đứa bé này 3 năm nghiêm túc vô cùng. Như vậy thì đứa bé này khi nó lớn lên, cái sự ô nhiễm của trần cảnh nó không bị nhiễm. Nên mới nói là 3 tuổi biết 80. Người xưa người ta tiêu chuẩn chỗ này mà có thánh nhân ra đời. Còn bây giờ chúng ta có biết cái gì đâu. Vì coi con nít bây giờ, con nít bây giờ nó đâu có tiêu chuẩn để mà lập quắc hoặc là làm một cái điều gì mà lớn lao cho nhân sinh đâu. Còn ngày xưa người ta có nhiều phần tử xuất hiện đặc biệt lắm, phải không? Khi mà đọc sách xưa mới thấy cái chỗ này quan trọng. Và thêm cái nữa là người đàn bà vừa mới mang thai, muốn giữ bầu thai này cho tốt thì tuyệt đối vợ chồng không có được gần gũi nhau. Còn bây giờ nếu không dạy chỗ này, mang thai nhưng mới mang thai, có khi vợ chồng cũng gần gũi. Thì cái tinh người đàn ông nó rất độc, nó dính vào cái chỗ mà vừa mới tích tụ bầu thai đó, nó phá vỡ bầu thai đó. Còn nếu mà bầu thai nó hơi mạnh, nó còn đủ sức sống, nhưng khi sanh đứa con này ra rồi, đứa con bị dị tật hoặc bị bệnh hoạn, hoặc là nó bị thịt da nó không được đẹp nó, hoặc là khù khờ, hoặc là không sáng suốt. Nên quý vị biết rằng một con người mà được sanh ra đời mà tới lớn 29 tuổi mới đi tu, nó phải chịu thời gian 10 năm rèn luyện vô cùng nó mới tỉnh lại một chút. Nó mới tỉnh lại. Thời gian phải 10 năm mà kiên trì rèn luyện chính mình, và mình có một cái tâm quyết tiếp nhận giáo dục kiên trì lắm quý vị, nó mới tỉnh được chút. Thấy chưa? Những đức mà 10 năm nay mà những đức không đi tu thì nó mê đến mức nào, nó ngu đến mức nào, nó ác đến mức nào. 10 năm kiên trì niệm một câu Phật hiệu này, nên nó tích lọc những cái phù phiếm. Quý vị biết rằng là ngày xưa những đức ngoài đời, những đức biết đời thì cái chuyện này chuyện kia thì nhiều, nhưng mà trong đạo pháp thì những đức không biết Phật pháp là cái gì. Khi những đức bước vào Phật pháp thì những đức gặp ngay pháp môn Tịnh Độ. Mà những đức là người ít thích đọc sách, mà đọc sách thì những đức thích nhất là đọc sách xưa thôi. Tại vì những đức thấy rằng là
Người xưa mình có thể tin tưởng được, còn người bây giờ viết sách mình không đáng tin. Người xưa là mình phải tin ngay chỗ này mà mình tin nè, tại vì nó trải qua là gần 1000 năm thì nó kiểm nghiệm qua nhiều người lắm mà quyển sách này vẫn còn tồn tại. Có nghĩa là đây là một kho tàng quý giá mà người xưa để lại cho nhân loại. Chúng ta đọc quyển sách này thì yên tâm. Còn người bây giờ thì mới có 1-2 năm, 10 năm quyển sách này chưa có được kiểm chứng. Chúng ta đọc quyển sách này có khi chúng ta sai lầm. Từ nơi đó coi sách xưa là chỗ quan trọng nhất và yên tâm nhất. Học theo người xưa đó là học trí tuệ đặc sắc, phát huy rất là nhanh. Học trí tuệ người xưa thì phát huy rất nhanh. Những đức cái lúc trước ở trên kia có thời gian đọc được sách Khổng Tử, thì vì biết rằng là những đức tính làm sao mà học nhanh nhất sách của Khổng Tử, thì những đức học qua được một lần quyển sách của Khổng Tử, thì những đức viết tất cả những tinh hoa của ngài Khổng Tử dạy thì những đức đọc cho thuộc. Từ nơi đó khả năng học tập nhanh nhất, chỉ đọc sách qua một lần. Tất cả những cái gì hay, nghe được một câu hay, những đức đều ghi ra một quyển sổ, ghi lại hết và thường coi. Và lấy những cái này thường học nhiều lần, nên khả năng học tập của những đức là tự học, và 10 năm không cần đi đâu tự học và có thể phát huy được một chút. Mười năm ở trong đạo, những đức chưa có đi đến gặp một vị nào hết. Được cái duyên chỉ có nhìn thấy thôi. Ví dụ như ngày xưa trên Đà Lạt thì thấy vị chủ trì, lâu lâu thấy thầy tiếp khách, thấy thầy giảng pháp, thấy vậy thôi. Còn đi xuống dưới Đại Tùng Lâm đây 5 năm thì lâu lâu hòa thượng qua nói 1-2 câu. Rồi thấy cái việc làm của hòa thượng, rồi nhìn để ý, rồi phát huy lên chút. Quý vị biết rằng cái học mà thầy kìm cặp bên cạnh cũng chưa chắc bằng cái người mà chú ý để học đâu. Chỉ cần mình có cái tâm học thì nó học phát nhanh hơn là mình mà được kèm kẹp mà mình không có tâm học. Nó đã không có tâm học thì sao học được. Nên trong trường học mới để là trước học lễ sau học văn là như vậy. Còn con người bây giờ là trước học văn không học lễ. Đổi ngược lại là bỏ lễ học văn. Mà bỏ lễ mà học văn, văn càng nhiều thì phù phiếm càng cao. Mà con người này đi đến một cái mức là cực kỳ ác và khó dạy. Khi vị nói cái gì họ nghe, họ nói biết rồi. Mình nói cái gì cho họ nghe, họ nói biết rồi. Nhưng mà vì văn tự họ nhiều quá mà họ không có lễ. Không có lễ thì không kính. Không kính mà học văn càng nhiều thì càng phím. Phím càng nhiều thì cái gì cũng biết nhưng hành thì không làm. Mà không làm mà chỉ có nói, như vậy thì thất bại. Những đức biết một cái chú này, ông cũng lớn tuổi. Con trai của ông á, nó học tập mà nhà thành phố chắc cũng khá giả. Con trai học và sau này có vợ. Bây giờ thằng đó nó đang dạy trường đại học, giảng viên trường đại học, là cũng học thức cao lắm á quý vị, mới giảng trường đại học á. Có vợ, vợ cũng giảng viên trường đại học luôn. Hai vợ chồng đều là nói về xã hội là có địa vị và có học thức, gọi là hàng trí thức. Sanh ra một đứa con trai, bây giờ hình như là nó được 8-9 tuổi gì đó. Còn ông, cái ông cụ mà những đứa nhắc đó thì giờ ông cũng 60-mấy tuổi. Toàn là những vị trí thức không à. Thì ở trong một gia đình, ông là đàn ông nhưng mà bây giờ gia đình đơn chiếc quá, ông nhiều lúc phải giữ cháu, rồi có khi ông cũng phải làm việc nhà. Có khi con cái của ông tiếp khách, ông phải nấu nước rồi chăm trà đồ để cho nó tiếp khách. Ông kể những đức nghe rằng là cái đứa cháu của ông 8-9 tuổi đó, nó đi học về, nó kêu cửa, ông chưa kịp chạy ra mở thì nó đứng nó đá vô cửa. Rồi xong khi ông mở cửa ra, nó chỉ vào mặt ông, nó nói thằng chó, là chửi ông nội nó đó, tại sao tao kêu mày lâu như vậy mày không mở cửa ra mày. Rồi xong ông hỏi rằng tại sao mà con đi học mà con kêu ông nội như vậy con. Thì nó cứ chửi như vậy, rồi xong nó chạy vô nó kiếm một cái cây sắt. Thì ông thấy thằng này
8, 9 tuổi mà nó mập, nó bự con thôi, ông chạy vô phòng, đóng cửa, bấm cửa lại, sợ đánh ông. Đó là gì? Quý vị thấy không? Một cái nền giáo dục mà đi đến cái chỗ mà giảng viên trường đại học mà đứa con của mình như vậy, như vậy thì cha mẹ này là ai? Cái nhân gì ra cái quả đấy? Nếu cha mẹ của đứa bé này mà kính ông nội của nó thì chắc chắn là nó làm sao dám hộn. Nhưng mà cha mẹ của nó dung dưỡng cho nó chỉ có cái nền học thức nhưng không có cái lễ, không có kính. Thì quý vị thấy không lễ kính mà học nhiều, quý vị thấy nguy chưa? Nguy nan vô cùng. Thà con mình ít học mà có lễ, như vậy thì có phước. Con mình học nhiều mà không có lễ, vậy thì không có phước. Đáng sợ chưa? Ông kể mà nước mắt ông rưng rưng xuống. Xin vô đây ở. Ông nói rằng nhà giàu nhưng mà con sống như là một cái chỗ tù tội mỗi ngày. Cháu con mà nó chửi con như vậy, cha mẹ của nó không có đứng ra nói gì hết trơn. Ở gì đâu mà cái học thức cao như vậy mà họ học ra cái gì ta? Họ như vậy mà họ giảng viên trường đại học, như vậy thì tất cả những cái người mà trong trường đại học được cái người này giảng thì ra cái gì? Ra cái gì quý vị? Cái nhân đã như vậy mà giảng ra cái này thì nó ra cái quả là cái gì? Tất cả những cái người trong trường đại học đó cũng đều là y rang như người thầy đó về tương lai. Vì thấy đáng sợ chưa? Nó đáng sợ chưa? Nên có con em đừng có cho mà nó học phù phiếm nhiều quá. Nên bây giờ nó theo thờ thế. Con nít nhỏ xíu chưa chân bắt học tiếng Anh cho nhiều vô. Và mai mốt nó lấy tiếng Anh nó chửi quý vị. Tại quý vị đâu có biết tiếng Anh đâu. Thì bây giờ còn nhỏ nó chửi tiếng Anh đi, tại vì quý vị không biết. Rồi mai mốt chửi thẳng tiếng Việt luôn cho quý vị nghe. Quen rồi. Trời ơi, quý vị nói rằng là con người ta, quý vị có thể đặt trách cho nó về tương lai nó có sự nghiệp hả? Nhân Đức nói thẳng cho quý vị nghe một câu nghe. Con cháu của mình nếu nó có phước đó nghe, nếu một con người mà nó có phước, có đức á, được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ đó, thì quý vị khỏi cần đặt trách bất cứ một cái sự nghiệp gì cho nó, chứ tự nhiên cái phước đức nó sẽ đẩy đứa này vô cái tốt. Còn một đứa quý vị đặt trách nó vào một cái phương hướng rất tốt, nhưng mà nó vô phước rồi thì đẩy qua chỗ sâu. Quý vị không tin hả? Tin không? Trời ơi. Những đức nè, có ai mà nâng đỡ gì đâu. Đi tu cũng phải cần nâng đỡ đó trời. Vì nói bây giờ cái thời thế bây giờ ở đâu cũng cần nâng đỡ hết trơn. Còn điều thứ hai là phải có bản lãnh thật sự của nó. Đúng không? Ở trên kia cũng vậy, sống với 300 mấy chục chú người ta trình độ đại học được không à. Người bên Mỹ, bên Pháp đồ gì dữ dữ không à. Đẹp trai, tướng tá cao ráo không. Vậy mà cái tướng cụ lằn như mình vậy cũng tiếp tục quản chúng trên kia. Mỗi lần họp 30 mấy bang, người ta thì mỗi lần ta họp giấy tờ đùa người ta ghi ghê lắm nha. Còn cái tên cụ lằn này mỗi lần họp khỏi cần giấy, dùng cái đầu để họp, không có giấy tờ chứ thì biết đâu biết. Không biết xài điện thoại cảm ứng, không biết xài máy tính, còn ghi chữ thì ghi không rõ. Vậy thì phải dùng cái gì? Dùng cái bộ não. Mà dùng bộ não nhiều thì bộ não này nó phát huy. Còn người ta thì dùng máy móc nên người ta quên cái bộ não. Bộ não mà quên thì giống như chiếc xe mà không chạy cuối cùng xe xét. Não mà không sử dụng thì não này bị xét. Nên cái người bây giờ nó không có thông minh là do ngay chỗ nào vì dùng máy tính thôi, biết không? Dùng máy nhiều quá nên không dùng não. Còn người xưa người ta thông minh lắm. Người ta dùng cái bộ não, người ta suy nghĩ, người ta tính toán, người ta nhớ. Người xưa người ta có trực giác cao, người ta đâu có đồng hồ đâu, người ta nhìn lên trời người ta biết 10 giờ đó. Còn mình bây giờ mình nhìn lên trời mà nó biết giờ này mấy giờ. Tại vì mỗi ngày trong nhà có nhìn được mặt trời đâu. Thấy không? Có người ta ngày xưa người ta nhìn lên mặt trời người ta biết mấy giờ. Nó gọi người ta nhìn cái, người ta phơi lúa người ta nhìn cái, người ta nói cuốn lúa vô. Nói chờ mưa tới rồi. Người ta biết luôn quý vị. Rồi gió hướng nào sao sao người ta biết hết trơn. Còn bây giờ đố mà biết á. Bây giờ sao biết? Bây giờ nó phải tính vào cái khoa học. Phải đo lường về thời tiết. Còn người xưa khả năng con người nhiều người người ta biết lắm. Nó tại vì nó không có những công cụ đó thì nó phải phát huy năng lực của tiềm năng mình. Còn bây giờ nó dựa vào công cụ khoa học, nó không phát huy tiềm năng. Như vậy thì khi khoa học không còn nữa thì con người ta chịu chết hả? Đúng không? Nó nghĩa là con người mình bây giờ là nó rất yếu đuối. Nói được không mà vỗ tay hoài.
ủng hộ tinh thần hả? Nên từ nơi đó vị biết rằng có nhiều khi những đức nói chuyện với một số vị người ta học thức rất cao, người ta hỏi những đức bằng cấp loại mấy, tôi cũng không biết bằng cấp loại mấy luôn nữa. Tôi là bằng cấp không có loại. Cao học hả? Tôi là bằng cấp Phật A Di Đà. Anh thua luôn bằng cấp Phật A Di Đà. Tôi sao không biết bằng cấp Phật A Di Đà? Nói anh không có khả năng này đâu anh. Trời ơi, vị biết rằng khi nói chuyện tôi tưởng nó mà trình độ cũng cao lắm nghe. Nói chuyện sao mà lão luyện chứ vậy? Nói tại tôi nói quen. Hay không bằng quen, tôi quen. Vị biết rằng ngày xưa trên Đà Lạt cho nó nhận đức có cái phòng nhỏ. Rồi sau mỗi ngày như đức ngồi trong cái phòng nó nói chuyện mình. Tào lao ghê không? Nói chuyện mình. Nói chuyện mình lấy cái máy phim quay lại, nói xong nghe lại, nói xong nghe lại, mỗi ngày nói hoài, nói với thành quen. Tự rèn luyện siêng năng mà học. Cứ ngồi nói chuyện. Rồi được cái gì cũng đặc biệt lắm nghe, vì chủ trì cho sáng nào cũng nói chuyện. Biểu trì nói mỗi ngày buổi sáng ông nói chuyện 15 phút thôi nghe. Có nhiều bữa hứng hứng không nói được nửa tiếng. Từ từ nói nó lên đô vị, mỗi ngày nói buổi sáng 1 tiếng. Bây giờ cái duyên đi xuống đây bây giờ thành cái buổi giảng mỗi ngày buổi sáng luôn. Để lên trên mạng cái là mấy ngàn người ta coi. Nó thấy không? Từ một cái lập trình nhỏ nhỏ mà nó bước bước từ từ lên. Còn con người ta bây giờ là như thế nào? Mớ có cấy lúa thì ngày mai muốn nhổ đầu mạ lên. Lúa đâu rồi? Muốn ăn liền không à? Bây giờ con người mình càng ngày nó càng gấp gáp lắm, hiểu không? Tại vì sao? Tại vì thường á mê game rồi chơi điện tử rảnh rỗi rồi chơi những cái trò chơi đó, rồi bắt đầu là tới đói bụng thì vô lấy gói mì xé ra chế nước sôi vô ăn, ăn miệng liền không à? Nên thời gian bao tử tiêu, nên đầu óc thì mỗi ngày nhìn vào máy tính nó chơi game chơi điện tử đó nên nó hư bộ não, nó chơi những trò chơi mà ảo tưởng. Quý vị biết rằng nó bấm vô trò chơi mà chơi mà gọi là nông trại đồ này kia đó, nhảm nhí vô cùng. Tự nhiên nông trại này kia rồi nó không làm mà nó coi trong đó, nó coi nó nghĩ giết rồi cuối cùng nó thành phù phiếm. Rồi tự nhiên nó thành mơ mơ ảo ảo. Rồi tự nhiên nít lâu ngày mà chơi game lâu ngày bộ não bị hư. Rồi bắt đầu là ngồi đâu cũng mặt mày vậy nè. Mình hỏi nó cái gì nó con biết. Con nhiêu tuổi rồi con? Con nhiêu tuổi rồi không biết. Tại vì mỗi ngày nó là nó chơi game. Chơi game lâu ngày đầu óc này bị hư nè. Các vị biết cái tia hồng ngoại của cái máy tính nó mạnh lắm. Nó phóng xạ mạnh dữ lắm nên cái bộ não sẽ bị ảnh hưởng rất là cao đó. Các vị biết nè. Con nít mà không ghiền game, không coi tivi, giảm tối đa gì cái mảng đó thì con nít sẽ học rất giỏi. Thông minh lắm. Các cháu vô chùa mình 2 tháng mấy thôi ở trong đây vậy mà nó thông minh lên rồi đó. Còn có nhiều đứa nó mới vô mặt nó khờ lắm. Mặt khờ lắm, kêu ăn cơm đi con. Con cơm này con không ăn đâu. Nói mày mà không ăn mày đói chết cha mày luôn chứ mày không ăn. Mày không có ai chiều chuộng mày đâu con. Tao ở đây gần 500 người tao cực lắm, tao không có chiều chuộng mày đâu. Ăn không? Không ăn dọn á. Bữa đầu không ăn, chiều lại nó nhìn cơm, cơm nhìn nó. Nó ăn đi con. Nó con không ăn, nó không ăn rồi, rồi không ăn dọn. Tiếp tục thêm một buổi nữa. Ăn không? Dạ con ăn. Trời, không ăn thì mày đói mày hả? Quý vị làm sao làm được vậy? Chỉ vì sợ con quý vị nó chết. Nó đâu có chết. Mình phải nắm được cái nguyên lý là con người một ngày đói không có chết. Đúng không? Một ngày đói không có chết đâu. Những đứa mấy tháng luôn không ăn cơm còn cũng chết. Hồi xưa những đứa ở trên kia chỉ là mấy tháng những đứa ăn rau mỗi buổi trưa một dĩa thôi, còn những đứa còn không chết. Những đứa đã tính rồi. Nhịn đói ngày không chết đâu con. Nhưng cho mày nhịn đói ngày cho mày biết mùi lợi hại. Rồi xong quá nghe. Nó vô đây mấy tháng nó không được chơi game, nó không được chơi cái này cái kia gì hết trơn. Bắt đầu là nó ăn chay được rồi đó. Nó ăn chay ngon bắt đầu là những đứa điều tiết làm sao cho nó chơi mà nó rèn năng lực của nó rồi, khỏe mạnh rồi. Nói chuyện kích thích tư tưởng của nó, cho nó phát huy cái năng lực tiềm năng của nó mạnh lên, nó có sự tự tin lên. Quý vị biết rằng một tháng sau thôi nó trở thành một con người khác hoàn toàn. Từ sắc diện tới tư tưởng của nó mạnh lên. Quý vị coi hồi tối con nít kìa. Nó lễ 500 danh hiệu hồi tối, đều rang như vậy đó.
Rồi vị coi tối nay nó lễ nữa nè. Là trước đó mấy ngày như nó kích tới tư tưởng đó. Lễ được không? Không lễ được thì bước ra. Con lễ được. Ôi, con người người ta nó có dũng khí mà. Nói vị biết rằng khi coi mà binh pháp Ngày Gia Cát Lượng á, chọn một cái ông tướng quân này, ông 80 mấy tuổi, ông đi đánh trận. Gia Cát Lượng nói ông già quá, đánh không thắng đâu. Đi chiến này thua trận chắc. Ông nói chưa chắc. Không, tôi nói ông đánh không có được, chiến đánh không được. Kích mấy lần như vậy đó, ông già này ông phát tư tưởng của ông lên, ông đánh trận thắng trận liền. Về Gia Cát Lượng này nói là cái mưu kế này, cái chiêu này mà ông mới thắng đó. Còn nếu mà không kích ông kiểu này là cái, ông nghĩ ông già rồi, nên cái năng lực ông không phát huy nữa. Nên con người mình không phải già mà là do gì mình tưởng là mình yếu. Mình tưởng là mình già yếu rồi. Nếu cái tâm của mình mà nó không yếu đó nghe, thì cái năng lực, cái tiềm năng mình nó sẽ phát huy rất mạnh. Ôi sân sống như Đức bị đơ kìa. Mấy ngày trước người ta nói trời sân sống thầy vậy mà sao thầy không lo chứ, kêu bác sĩ rồi đến. Những Đức nói bác sĩ mà nó đến là những Đức khỏi lại luôn. Tại vì sao? Bác sĩ nó đến thì những Đức sẽ nương về bác sĩ. Những Đức không nương về Phật, mà nương vào Phật chứ nương vào bác sĩ bị nương vào ai? Chắc nương vào bác sĩ quá. Chơi với bác sĩ nhiều quá. Nó bị nghĩ đi. Nên những Đức thường nương vào Phật, nên những Đức tin Phật, không tin bác sĩ. Nên những Đức bị sốt te tua mấy ngày trước, xương sống cứng ngắc luôn. Những Đức nói cho mày cứng vô tao lễ Phật cho mày thấy. Sáng tối lên lễ, lễ đau nhặn mày xuống cho mày gãy luôn. Mày đau nó không còn. Nghĩa là sao? Hôm qua buổi chiều còn ê ê đúng không? Vô chặn lễ Quan Âm Bồ Tát rồi lo mà la, còn suy nghĩ xương sống gì nữa. Cuối cùng lễ xong 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó ủa, cái xương sống còn đau không chà? Sao hết rồi chà? Thấy không? Nó có gì thuốc nào đâu. Sốt bột gì có uống viên thuốc nào đâu. Hết trơn rồi nè. Rồi nói chuyện cái này mà sức mồ hôi của này khỏi cần xong luôn. Lễ hôm qua biết bao nhiêu mồ hôi mà nói khỏi cần xong. Cái này nó xong từ mà lục phủ ngũ tạng ra luôn, xong bình thường. Nghĩa là hết sạch hết trơn rồi. Thấy chưa? Rồi cái cách mà nói chuyện này nè, rồi nó kích cái đại chúng mình. Chiều nay bị coi bị lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nè, phải re. Chứ gặp mà cái ngày nay mà đi đến đây mà không có những cái thờ này đó nghe, chiều nay quý vị lễ tự nhiên quý vị nghĩ rằng hồi tối lễ mệt quá, bây giờ nằm nghỉ. Nghỉ thì tới chiều thì cơ thể này nó nghỉ cả ngày, thì bắt đầu nói sao? Chứ sao? Nó ngắt ngư chứ sao? Tại vì luyện thân phải động, thân này mà không động thì thân này đơ. Luyện tâm phải định, tâm này định là phải niệm Phật. Tâm này mà không niệm Phật thì tâm này nó nhớ ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thị, ngũ dục lục trần. Thấy chưa? Thấy bây giờ quý vị lên niệm Phật rồi nghe như Đức nói chuyện, nó kích cái tâm quý vị mạnh lên, khoát tâm mạnh lên. Một thờ tới rồi đó. Một tiếng rồi đó. Mau chưa? Chút rồi ra được phóng sanh một thờ nữa. Xong mình xuống nhà bếp mình kiếm cái gì, mình lên đây mình ngồi mình ăn cơm đồ, mỗi vị trí nào mình ngồi được mình ngồi cho nó mát mẻ ăn cơm đồ. Trời ăn cơm nó thư thái cái tâm nha. Vừa ăn cơm mình nhìn hoa nở rồi chim hót líu lo rồi mình cảnh này sao sao vui quá vậy ta, sao mà thanh bình dữ vậy. Hồi sáng giờ nó đi ngang á, nhóm có mấy cô dưới quê á, mấy bà cô á, bà ngồi bà ăn cơm mà có gì ăn đâu, thấy gì mấy trái chuối chiên á. Xưa ở nhà nhiều lúc kiếm miếng thịt đồ chấm chấm đồ ăn, hoặc mấy đồ hủ gì chiên xả ngon ngon đúng không. Bây giờ ở đây đông quá mà chuối người ta cũng dùng nhiều, cắt chuối ra ớp xả chiên vậy đó. Mà ba bốn bà ngồi ăn, bà nào bà nấy cừ hả hê vui vẻ. Những Đức đi ngang những Đức nói ăn gì mà vui chứ, ăn chuối chiên được không? Thấy thấy không, nó có cái gì đâu mà nó vui, nhân sinh nó mới vui chứ. Nó còn mình tưởng đâu là giàu quá, đi vô trong nhà hàng, vô nhà hàng cái đồ bắt đầu là da dẻ nha, sang trọng. Mà hồi xưa nhà Đức cũng nghèo tới mồ luôn, đi làm có tiền gì đâu, lâu lâu mua cái bộ đồ nhái quần tây ủi ủi thẳng thẳng một chút, xong lâu lâu được vô nhà hàng bữa bỏ áo vô thùng rồi mang cái mắt kiến đen giống mấy thằng mù. Thấy người ta sang sang á, người ta mang mắt kiến xong người ta dép lên đầu người ta cũng làm theo.
mà người ta vét thì thấy nó sang, mình vét để tuốt sau lưng. Kỳ cục gì đâu. Trời ơi, kỳ cục. Rồi xong á, thấy người ta vô nhà hàng ăn, người ta mình nhìn nhìn người ta coi tướng tôi quay sao, thấy ngồi ăn sao tôi quay quá trời. Mình cũng là bộ, lấy cái chân này chéo qua chân bên kia, thấy ông nó nhịp nhịp chân cũng nhịp theo. Trời ơi, rồi xong á, cầm điếu thuốc hút mà không biết hút, không biết hút, cũng bị bộ kéo thuốc nữa, kéo vô cái. Nghĩa là nó muốn ra vẻ, có nghĩa là quý vị biết là nghèo mà muốn ra vẻ. Cái tâm mà nó không tu nó kỳ cục như vậy đó quý vị. Nó hồi đi làm thuê muốn chết luôn. Vậy mà vô trong nhà hàng ăn rồi xong cái đồ tính tiền còn dương chút đỉnh là bo em. Bo em đó, nhưng anh đi ra khỏi anh tiếc lắm. Nghèo muốn chết luôn, thôi kệ bo em luôn, bo đó. Ơi, cái gì cũng học theo cái khổ. Thấy chưa? Bây giờ đi tu mới thấy là nó sướng gì đâu mà nó nhẹ nhàng. Mình nói vậy đó mà sao người ta cũng thích. Chứ đâu phải là ra dễ vậy đâu quý vị. Bởi vì mình càng tu mình càng đơn giản đi quý vị. Nó đơn giản nó mới đánh gục những cái người mà người ta mà gọi là phù phiếm. Nó, thí dụ như những đức nói với anh em trong chùa rằng người ta bây giờ chương trình lễ lọc hoặc là chương trình chùa chiền người ta tổ chức người ta hình thức mạnh lắm. Khi những đức coi sơ qua những đức nói vậy là biết rồi đó. Có một phương pháp đặc sắc. Mấy anh em nói, ồ, tính toán ra trang trí còn đặc biệt hơn đúng không? Không có trang trí gì luôn. À, số kìa. Người ta trang trí quá trời, mình không trang trí gì là sao? Ừ, đúng rồi. Người ta không trang trí, người ta trang trí quá nhiều, mình không trang trí thì nó mới lạ. Nó lạ, nó mới hút. Còn chùa nào cũng trang trí, mình trang trí thì nó giống hịch. Cuối cùng nó làm cho người ta nhìn để người ta so đo tính toán để người ta chọn. Còn bây giờ mình không trang trí gì hết thì người ta nói cái chùa này lạ ta, sao không, sao đơn giản quá vậy ta, đâu mình đến mình coi thử coi. Thì bây giờ mình chọn là chọn người tu thì cuối cùng cái chùa mình nó đơn giản, nó tu thôi thì nó hút tất cả những người tu gì á. Còn người ta thì người ta thích trang trí thì nó chọn tất cả những người mà thích vui chơi đến chùa người ta. Thì bây giờ cái chùa mình về đây là người ta tu không? Cuối cùng cái chùa nó thanh tịnh. Thấy không? Nó chùa thanh tịnh mà người ta tu nhiều. Quý vị thấy rõ ràng là mình phải dùng cái đầu óc mình tính toán, thấy rõ ràng thấy không? Mà mình phải tu nó mới tính được. Còn mình không tu nó tối lắm. Rất là tối. Nó có nhiều người nói rằng là bây giờ thầy giảng mà thầy không nói gì cái chuyện mà phương tiện tiền bạc hết trơn, ai mà cúng. Những đức nói thường là con người ta nó có cái tâm lạ lắm. Mình chỉ cần mình nhiệt tình, mình lo cho người ta thì người ta đến với mình, người ta không có tính toán gì đâu. Còn mình mà nói khéo cỡ nào cũng bị bắt bài à. Chỉ có đặc biệt nhất là đừng có bẻ mồm bẻ miệng, mình nên nói thẳng đi, nói thật đi. Thật là chắc, chắc khỏi ai bắt bài được mình. Đây mới là thành công. Người ta bán dừa, người ta nói thách, tùm lum la, tôi nói đúng giá được không? Đúng giá. Xong hỏi trái dừa này anh bán lời nhiêu? Lời ít lắm, lời trái có 2,000 à. Tôi lời vậy tôi nói thẳng á, tôi bán phải có lời chứ. Tôi không nói dốc, tôi bán có lời vậy đó. Rồi gặp cái người ta mua đồ này kia rồi mình phải văn cái này kia rồi căng đàng hoàng rõ ràng. Còn tôi bán cái này là tôi lời như vậy, tôi nói tôi lời như vậy đó. Còn tôi căng canh là tôi căng rất đủ. Thì sao nó thành cái uy tín, người ta tin tưởng mình rồi, người ta không có suy nghĩ đến giá cả nữa. Thì mình mới giàu lâu dài. Còn bây giờ phần nhiều chúng ta là thường là muốn cái gì là muốn một lần, còn xong là không được nữa. Còn bây giờ Phật Pháp dạy mình là cái gì? Nó phải cả cuộc đời mình có được lâu dài. Nhớ cái câu những đức thường nói nha. Mình vì vạn người vì mình. Mình vì mình thì bản thân mình chỉ có một mình mà thôi. Bây giờ ngôi chùa này vì vạn người thì vạn người sẽ vì ngôi chùa này. Nên ngôi chùa này đố mà hết gạo không? Quý vị biết rằng chùa mình mà càng ăn gạo nhiều chừng nào thì gạo càng dưng lên chừng nấy. Kho gạo giống kìa. Mà gạo ngon không nha. Chùa mà gạo ngon không à. Gạo gì đâu mà bao xuất khẩu. Gạo nhỏ bao nhỏ nhỏ mà bao xuất khẩu. Thôi dở ra thấy gạo vuốt gì đâu mà còn hộp gạo nhỏ xíu mà chẳng tin. Những đức nói gạo này tuy nhìn thấy ngon là nó ngon vậy thôi, chứ gạo này ăn nó không bổ hả? Biết gạo nữa hả? Biết chứ, ngày xưa mua lúa mà. Trời trời, sao ông thầy cái gì cũng biết chứ người ta à.
gạo này vuốt hết rồi, nó vuốt mấy cái chất bổ ra hết rồi. Nó đúng gạo ngon là gạo gì? Gạo mới có lột vỏ mà còn nguyên vẹn, ăn mới bổ. Vì thấy con heo nó mập là nhờ ăn gì? Nó ăn tắm đồ này kia nè, tắm bổ lắm. Nên từ nơi đó vị biết là những cái hạt gạo mà mới có lột vỏ ra thì ăn rất bổ, rồi gạo lứt á. Còn gạo mà nó vuốt trắng tinh á thì nó vuốt tất cả những cái mà cái chất bổ dưỡng ra hết rồi. Nó còn cái hạt gạo trắng thôi nhưng mà nó còn cái xác không à, nó còn cái xác không sao ngon. Nên người mà biết ăn là ăn gạo lứt á, ăn gạo lứt nó bổ lắm mà nó trị bệnh được nữa. Nó tốt lắm á nghe. Nên Phật pháp á phải nhớ là cái nhân của mình phải thiện thì cái quả báo của mình nó tốt. Bây giờ mình nghe được Phật pháp gì rồi, mỗi một con người rất là vui vì là cái nhân tốt rồi đó. Thí dụ như nãy giờ bị cười gì là có phước rồi đó. Thì bây giờ miễn sao mà mình cười là có phước. Tại vì người xưa nói rằng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Hồi nãy giờ có ai không cười không? Nó nhìn thấy ai cũng cười chứ. Vậy thì cái hội chúng này là hội chúng có phước. Nó, nếu mà chúng ta thường cười, không có cái bổ nào bằng nụ cười chứ quý vị ơi. Khi mình vừa cười, mình vui bằng nội tâm mình lên một cái là tất cả những cái tế bào trong cơ thể mình sẽ phát động tốt. Nó sẽ phát động rất là tốt, giống như một căn nhà mình mà mọi người nó đang vui thì tự nhiên cái hoàn cảnh trong gia đình mình rất tốt. Thì bản thân của mình cũng như là một cái căn nhà với nó nhiều bộ phận bên trong lắm. Khi mà cái tâm mình vui rồi thì tất cả những cái tế bào bên trong nó sẽ nuôi rất là tốt. Thí dụ như một cái tế bào này nó sắp sửa bị bệnh đi, mà nhờ nhiều cái tế bào kia nó quá vui, nó tốt thì nó sẽ làm ảnh hưởng cái tế bào bệnh kia, nó sẽ phát huy lên lại. Hiểu không? Còn nếu như mình vừa bị bệnh một cái là mình buồn, mình khổ, mình lo với cái nhóm bệnh này, mà trong khi cái nhóm bệnh này nó rất nhỏ nhưng mình lo sợ quá, thì cái nhóm bệnh này nó sẽ làm phát tán ra những cái tế bào khác bị bệnh thêm. Nên cái người bị bệnh ung thư á, là họ chỉ bị ung thư có một khoảng nhỏ thôi, nhưng họ suy nghĩ rằng ung thư sẽ chết, nên họ đã đầu hàng với cái bệnh ung thư, nên nó sẽ phát động bệnh ung thư phát tán rất nhanh. Nên chúng ta trong cơ thể mình có 60.000 tỷ tế bào tốt đẹp, trong khi chúng ta bị bệnh ung thư chỉ có một khoảng tế bào nhỏ bị bệnh thôi. Vậy mà chúng ta lại sợ một nhóm tế bào nhỏ bị bệnh đó. Đó là cái thất bại của người chúng ta mà không tin nhân quả và không học Phật sâu sắc. Nên ung thư không nhất thiết là chết, nhưng do gì sợ chết, chính mình dọa mình mà chết. Chính mình dọa mình mà chết. Rồi mình đi đem những cái chất hóa học mình bỏ vào. Quý vị biết rằng nước Mỹ nó đã phát minh ra cái chất mà thuốc mà để trị ung thư mà hóa chất để vô, biết bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu năm, mười mấy hai chục năm nó đã phát động ra cái chất thuốc này. Mà cuối cùng tổng kết lại thì cái sự mà thành công thì vô cùng là kém. Kém đến mức mà không có con số luôn không. Nó kém đến mức gì đó quý vị. Nên cái người bị bệnh ung thư khi vô quá chắc rồi nó rụng tóc, nó làm cho mình một con người sống không ra một con người nữa. Vậy thì sống có gì mà vui? Rồi tiền bạc đổ vào trong đó hết nhưng cuối cùng thọ mạng đến cũng phải chết. Bây giờ cái cách bị bệnh ung thư là cách gì? Cái cách là nuôi nội tâm của mình vui vẻ để mà những cái tế bào cũng nó phát huy lại. Vì nó chỉ có một nhóm tế bào bệnh thôi mà. Tại sao mình không đem những cái tế bào khỏe để phát động, để chúng ta có thể phát huy cái tế bào bệnh nó khỏe lại? Vậy thì cái cách trị này là cái cách trị bệnh nhân sinh rất đặc biệt. Mà khi mình tin rồi sẽ làm được. Chùa mình có một ông bị bệnh ung thư. Vô đây ổng chỉ có 35kg, ổng ốm da bọc xương. Anh ổng cũng bị bệnh ung thư luôn. Thì cái ông này ổng đã không còn đường đi, ổng vô chùa mình. Cuối cùng ổng vô đây ổng cộng tu một tuần là ổng phát huy. Bắt đầu tiếp tục ở tới bây giờ là ở gần một năm mà. Bữa nay hình như là ổng 55kg. Không cần dùng một miếng thuốc nào, bữa nay hồng hào. Ổng làm việc bình thường trong chùa, ổng khỏe mạnh vô cùng luôn. Những đứa hỏi ông khỏe không? Ông nói ông khỏe lắm. Cần đi khám bệnh không? Nó khỏi cần đi khám thì đứa con tin. Giờ khỏi cần đi khám. Bây giờ sống bình thường luôn. Rõ ràng không? Nếu mà mình đi khám thì cơ thể của mình nhất định nó cũng có bệnh. Ai đi khám cũng có bệnh, nhưng chúng ta giàu thì thường đi khám định kỳ. Vì sao? Vì tiền không biết dùng ở đâu nên đi khám định kỳ. Để ý ngay chỗ này là biết liền nè. Ở nhà chưa biết mình bị bệnh thì mình sống rất thoải mái. Đi xe đến cái chỗ mà khám bệnh đồ vui đồ. Môi son tha đồ, đánh má hồng đồ, rồi chải tóc đồ ngon lành đi khám bệnh thôi mà đâu có gì đâu. Đi đến đó tự nhiên bác sĩ nói rằng chị cái gì? Ung thư. Mấy giờ? Mấy giờ mà sao trời tối vậy?
Xe tôi đóng tiêu rồi. Chạy gì không được đó. Điện thoại bấm giùm cái số chồng tôi tên gì quên mất tiêu. Xong kiếm số điện thoại cũng chết luôn, cuối cùng kiếm ra được gọi gia đình đến chở về. Trong khi hồi nãy á, cái miệng rồi lỡ bác sĩ vừa mới đưa ra bản án ung thư mặt mày xanh lè xanh lét hết trời ơi. Bây giờ chết tớ ung thư chết tớ đó, bây giờ không phải giờ không, quý vị mà nghe những đứa nói kiểu này bác sĩ vừa nói ung thư gì, ung thư hả, còn một số việc chưa làm ung thư hả, cảm ơn nghe tôi tranh thủ làm cho xong á. Vì thấy đặc biệt không? Vì sao? Vì ung thư tới rồi nên mình phải phát huy năng lực mình làm cho xong việc những gì mình cần làm để tôi về thế giới cực lạc chứ. Chứ làm gì có cái chuyện ung thư. Cái người mà ung thư mà gục gà gục gặt mà không còn năng lượng sống đâu, vì biết sao không? Vì biết tại sao? Vì cái bà này là bà có ông chồng, rồi bà sợ bà chết đi, ông chồng bà sẽ đi có vợ bé. Rồi nhà bà giàu quá, rồi bây giờ tiền này sẽ vào tay con vợ bé này. Rồi xong những đứa con của bà nó sẽ đi về đâu đây? Rồi đất đai của cải của bà tạo cực như vậy mà bây giờ nó sẽ vào tay ai? Tôi tức quá, tức quá. Bây giờ bà nghe ung thư nó nha. Tiền cổ này tiêu rồi, về tay ai đây, về tay ai đây? Nó ngay cái chỗ này là cái chỗ chết. Cái chỗ chết vì cái ngũ dục lục trần mà nó dọa mình luôn, nó quay lại gì? Vì mỗi ngày mình mê nó thì nó buộc mình. Thì bây giờ khi mà mình vừa sợ một cái, mình sợ chết một cái thì nó siết mình lại, mình không còn đường ra. Còn nếu như mỗi ngày mình sống với nó là bình thường chứ không phải đá đổ nó. Sống với nó bình thường nhưng không đá đổ nó, không đá đổ chồng, không đá đổ vợ, không đá đổ con cái, không đá đổ nhà cửa, mà buông xả từ cái tâm. Biết rằng cuộc đời con người ai cũng già, bệnh và chết. Biết rồi. Khi nghe ung thư thì bình thường nói rằng là con người ai cũng già, bệnh và chết. Bây giờ bệnh thì nhắc nhở tôi chuẩn bị chết. Không có gì đáng sợ cả. Cái chữ sống á, sống mà nói là sống hoài, sống thọ đó, thì cái chữ này mới là cái chữ lạ. Còn cái chữ chết, cái chữ chết là nó quen lắm. Vì sao ai cũng chết? Nghe thì nó ngang ngang mà nó cũng có lý hay vậy. Không. Rồi ơi. Mình mà thường tới ngày Tết đó, có nhiều bà mê tín dị đoan á, bởi vì không dám đến nhà vào ngày mùng 1 Tết luôn á. Vì sao sợ mình đến nhà vào ngày nay mùng 1 Tết mà nguyên năm nay lỡ nhà bà có cái gì, bà nói cái thằng Hiền nó đến nhà nó xui vô cùng luôn. Bà đốt mình cho chùi lủi hết luôn. Bà mê tín dị đoan mà. Thấy chưa? Có nhiều bà ghê lắm á, đến nhà cũng phải chọn mặt á mà dám đến á. Gặp mà mới ngày mùng 1 Tết mà chạy xe bồ cầu lửa đó. Nè. Ta thấy mùng 1 Tết đi chỗ khác. Xe hơi chạy đến vô đây. Xe hơi. Ồ anh chị năm nay đến ngay ngày mùng 1 Tết, chắc là nhà em năm nay may mắn lắm. Trời xe hơi sang quá. Trời xe hơi là xe của người ta chứ đâu phải xe của mình đâu. Mình chạy cho mình hửi cái mùi xăng hả. Tập bậy. Những đức nói ngược lại, ngày mùng 1 Tết mà cùi đuôi đến nhà mới hên. Ôi trời, thầy nói gì kỳ vậy thầy. Mùng 1 Tết mà cùi đuôi đến nhà hên. Đem cái gì đến cho con mà hên thầy. Những đức nói, bà nghĩ đi, con người giàu là nhờ có phước đúng không? Mà có phước là từ đâu có phước? Là bà bố thí cúng dường có phước. Bây giờ người giàu đến nhà bà cho tiền nó quýnh bà luôn á. Tôi như vậy mà bà cho tiền tôi thì sao mà nó nhận? Còn bây giờ cùi đuôi đến nhà bà là người ta khổ, người ta đến nhà bà thì cơ hội bà bố thí. Mùng 1 Tết bà vừa gặp cùi đuôi bà bố thí, vậy là bà có phước của đầu năm. Đầu năm mà có phước thì nguyên một năm giàu có. Bà biết vậy chứ. Trời ơi, ngôi chùa người ta không thiếu gạo, là mỗi lần người ta tổ chức người khiếm thị 700 người. Cơ hội bố thí. Thấy chưa? Nên vì thấy rằng người ta giàu là chuyện của người ta chứ đâu phải của mình đâu. Nhưng mà mình thường là thấy sang bắt hoàng làm họ. Gặp người giàu thì mê chạy theo. Gặp bảnh bao giàu có chạy theo đi sau lưng đồ, nghinh nghinh đồ. Có nhiều người nó kỳ cục lắm. Người ta giàu, người ta có danh, người ta đi phía trước, mình đi phía sau mặt cũng kinh kênh. Kinh kênh kỳ cục, người ta giàu là chuyện của người ta. Còn mình là đi theo người ta đi làm công, người ta thôi làm gì kênh. Mình phải là lép, vậy thì mình mới có phước.
Mình lép mình mới có phước, mình đi theo cái người ta giàu, người ta có danh. Mà mình thì là người ở đợ, người nghèo thì mình phải lép, mình phải thương người dưới tay nhiều thêm. Vậy thì người, cái phước của mình nó mới tăng lên. Còn mình mà cái mặt nghinh nghinh thì ta nói thứ xạo, theo người ta không mà vậy mà cũng nịnh hót, cũng xạo nữa, ngửi mùi mà cũng nịnh nữa, cũng xạo nữa, mày được cái gì đâu. Thấy không, bị người ta chửi này, thấy chưa, nó là vô phước, thấy chưa. Thì nghe những đức nói Phật pháp nó xác thực chứ quý vị, rõ ràng là nhân địa đã giả dối làm sao có được lợi ích chân thật. Mình phải tạo cái nhân thật kìa, mình là người tu thật đi. Ta đi, ta là gì thầy, ta mà không biết nữa, ta là ta đó. Ta là ta như thế nào, ta như vậy là ta đó. Còn bây giờ muốn nay không à, muốn nay là nó mắc ta. Bây giờ có người ta thường nay không à quý vị, nó cứ nay hoài là nài nài vậy đó. Còn mình bây giờ mình sống vui nhất là ta ngày nào cũng là ta, mai mốt ta giàu cũng là ta, mà ta nghèo cũng là ta bệnh cũng là ta luôn luôn sống với cái ta A Di Đà Phật. Ô nó an lạc, đừng có nói đâu phải nói giàu mới vui đâu. Vì thấy nãy giờ nó vui chưa, nó mất tiêu cái buồn gì trong bụng hết trơn rồi đó. Hồi nãy giờ quên mất tiêu ông chồng ăn nhậu luôn rồi đó. Trong đây cũng có mấy bà chồng ăn nhậu nè, hồi nãy giờ nói với bà có nhớ chồng ăn nhậu không? Không, cười nãy giờ mà ăn nhậu gì nữa. Người ta đàn ông người ta uống rượu đắng cay người ta uống được, mà mấy bà không uống được mà mấy bà còn cự nữa. Đúng rồi, mấy bà phải ngưỡng mộ người ta chứ. Mình ngồi nói chuyện với ổng á, mình nói những câu gì nè, em ngưỡng mộ anh lắm. Nói sao à, sao em ngưỡng mộ anh? Mỗi lần mà anh nhậu em ngưỡng mộ lắm, em không nhậu được như anh. Mỗi lần mà anh say xỉn em rất ngưỡng mộ anh. Sao à, sao say xỉn ngưỡng mộ anh? Ngộ à, vì anh ngưỡng mộ anh đi xấu mà anh dám làm say xỉn. Nói những cái câu mà nó đặc biệt lắm quý vị, nó nói mà vừa vui mà vừa lạ nữa. Tại vì sao? Ổng say xỉn, ông không biết ông say xỉn, ông đi nghiêng qua nghiêng lại. Quý vị thấy cái tướng lúc đó mà có cái máy quay phim quay lại, nó vô duyên lắm. Rồi có khi á, mới đi đám thì bỏ áo vô thùng, đồ chảy đầu, đồ mướt rượt rồi nghe. Mướt rượt à. Xong đi đám uống rượu một chút, bắt đầu là cởi áo ra dắt dai. Xỉn chút nữa cởi quần ra, còn cái quần đùi. Đó. Cởi quần dài bọn quần đùi. Bây giờ xỉn rồi, khỏi cần đi cầu nữa, lội ngang sông luôn được không? Trời ơi, đi đám thì đây đi qua bên sông, đi ngang cầu được quay lắm. Nay anh hai, đi đâu vậy anh? Đi đám cưới chứ đi đâu. Đám cưới đâu ngon lắm, một chút xíu lội ngang sông. Lội ngang sông đi về. Ủa sao anh lội ngang sông? Tôi thích vậy đó. Trời ơi, thích gì đó, lội ngang sông mà thích gì đó. nhìn cái chỗ này rồi quý vị mới thấy được rằng là người ta uống rượu là quay lắm á, gan lắm á. Lúc tỉnh á thì đi vô nhà vệ sinh đi, mà lúc uống rượu thì đứng ngay góc mè đi. Có nhiều ông á, trời ơi, nó xỉn rồi nó đứng ngay cái chợ luôn. Hỏi sao mà ông gan chứ, sao ông đứng ngay chợ ông đi vệ sinh á, tôi không thấy ai hết trơn á. Xỉn muốn chết rồi thấy ai nữa giờ. Mắt nó mờ, bị xỉn rượu rồi nó thấy gì mà mờ, mà thấy sao mà mờ. Nên những đứa mấy buổi trước thì đứa nói lúc xưa những đứa hư á, uống rượu vô xỉn vô, những đứa gặp bà già rụng răng đó, em già đẹp. Trời ơi, tỉnh lại cái nó, trời bà ngoại. Kinh khủng như vậy đó. Nên Phật mới nói rằng là rượu là mù mờ lý trí, thấy chưa. Nó rõ ràng là cái nhăn mà vừa uống một chút là mù mờ lý trí liền, thấy chưa. Nên mấy bà phải là cảm thấy rằng là tội nghiệp mấy ổng. Chứ đừng nói mà mấy bà thấy mà ổng nhậu về có nói cái thứ nó về kìa, cái tướng kìa, tướng kìa. Đang vừa mới vui tao gặp cái tướng ông về là tôi ghét rồi đó. Quýnh ông bây giờ. Về có chuyện thấy chưa. Ổng uống rượu về, ổng khoái. Vừa về hỏi anh ăn cơm chưa. Ừ chưa. Dọn cơm ở đây nha. Dọn cơm rồi xong gấp nó, để em gấp cho anh, đút cho anh nè. Hả miệng ra.
nhét cái xương gà vô miệng nhai xỉn, rồi nhét xương gà vô cũng nhai le lử luôn, xỉn mà. Thấy không, trời, là đâu có chuyện xảy ra đâu, nhưng mà gặp ta đi nhậu về một cái là kiếm chuyện, đi kênh như thế nào. Cơm nước đâu bà, cơm gì hả? Cơm gì, nhậu tự nấu ăn đi. Vô rồi nghe, bắt lửa lên xỉn mà, mồi lửa lên nghe, cái múc nước đổ mà sao đổ nước ra ngoài không, đập bóp xỉn mà, cái nồi mà, cái nồi đập cái lò bóp. Bắt đầu bước vô, trời ơi nhà nghèo mà tại sao đập đồ như vậy, la sùm ra, tôi đốt nhà luôn đi mày tin không. Đốt nhà luôn, bây giờ tao giờ này tao gan lắm mày, tôi đốt nhà đó kìa. Cái đầu mấy bà tức lên, mấy bà nói mày ngon, mày đốt đi đi ra sân ở, mày thắp tao mà tao đốt nè. Rồi cuối cùng ngày mai không có cái nhà ở, thấy không. Cái tội lỗi đây là cái tội lỗi của mấy bà, mấy bà tỉnh mà mấy bà trở thành người sai, công nhận không? Tỉnh mà trở thành sai, người ta sai thì là ta sai rồi, còn mình tỉnh mà trở thành sai, mình phải làm tròn bổn phận làm vợ chứ. Bây giờ lỡ lấy ông chồng ăn nhậu rồi, phận gái 12 biết bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết rủi hay mai một ngày em đi theo chồng thì phải chọn cái bến này rồi. Chọn ngay cái bến đục thì phải chịu thôi. Ngày xưa nói bến đục nó đố mà đục quá. Ba mẹ nói thằng này nó ăn nhậu lắm, thấy thằng này không được á con ơi. Ba mẹ không hiểu, ảnh bằng con hiểu đâu. Nhậu vậy chứ được lắm, ảnh hứa với con rồi, mai mốt về bỏ rượu hết trơn. Thấy chưa? Nó bây giờ thì phải chịu thôi. Than thở gì? Chấp nhận trả nợ, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta chấp tay hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, niệm Phật lễ Phật phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ tổ đình hộ pháp, nguyện cho Ngài luôn luôn có sức khỏe. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe, và mọi người ai cũng phát tâm niệm Phật, các cháu trong nhà luôn luôn ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ, gia đình luôn luôn tốt đẹp. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả thai nhi bị nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay chúng ta phóng sanh chim, những chú chim này từng tạo nghiệp rất nặng, từng sát sanh ăn thịt, từng bất hiếu với cha mẹ, từng bất kính đối với thầy, từng bất hòa đối với anh em, và tham lam ích kỷ, bỏng sẻn, chỉ biết mình không biết người khác. Đây là cái nhân của ngu si, chiêu cảm cái quả là loài súc sanh. Hôm nay những chúng sanh, những loài chim này được quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng, được ở trong chùa niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, xả xa thân súc sanh, được cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật A Di Đà, thì không còn bị sanh già bệnh chết. Đây là chỗ vô cùng an lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Xin mời quý vị chúng ta ra chai đường dùng cơm nhé. Dạ, A Di Đà Phật, 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 A